Thì bây giờ là gần đến cái phần cuối đó, thì hãy nói cho mọi người biết về cái phương thức phân phối của những dòng sản phẩm Nu Skin như thế nào. Thì các anh chị em biết là hiện nay đó, là với những cái công ty mà về phân phối theo hình thức truyền thống đó, giống như là ví dụ như là Nike là nó bán giày đi, hay là Shiseido hay Lancome đi, mọi người thấy là nó phải phân phối qua cái gì? Là nó phải là thuê những cái cửa hàng. Thí dụ như ở trong Fashion Plaza hay là Diamond Plaza gì đó, đúng không? Rồi xong rồi nó phải thuê những cái cô nhân viên bán hàng đứng ở đó, rồi cũng như nó phải trả tiền quảng cáo rất là nhiều để mà coi như là cho người ta biết được những dòng sản phẩm của nó. Thì đối với Nu Skin á, thì nó lại có phương thức phân phối khác, nó kêu là Direct Selling, có nghĩa là nó trực tiếp đến cái người tiêu dùng. Có nghĩa là như vậy đó, thay vì những cái công ty truyền thống á, là nó sẽ tốn ra là khoảng là 30-40% các chi phí á, để mà chi phí quảng cáo, để mà thuê mặt bằng, thuê nhân viên, rồi trả tiền này nọ này kia đó. Thì thay vì như vậy đó, thì nó lại là hình thức là như thế nào? Nó chuyển thành cái hoa hồng, có nghĩa là thay vì nó trả cho quảng cáo này kia, thì nó chuyển thành cái hoa hồng để dành cho những cái người khách hàng mà đã xài những cái sản phẩm của Nu Skin và đã thấy thích và đi chia sẻ cho những người còn lại. Okay? Nên cái này á, để mà mọi người thấy vậy nè, bạn và tôi, có nghĩa là chúng ta đang làm cái chuyện này hàng ngày. Giống như bây giờ, ví dụ Hải ở bên Việt Nam, Hải đi về Sài Gòn chơi, Hải có bạn bè ở bên Sài Gòn, Hải sẽ hỏi này, ê hôm nay là Hải về Sài Gòn chơi, có cái nhà hàng nào ngon không chị, hay đi ăn với. Thì cuối cùng những người bạn của Hải họ đã ăn ở những cái nhà hàng đó rồi, họ chỉ cho Hải đến cái nhà hàng đó ăn, cuối cùng Hải đến đây ăn, tự nhiên cái ông chủ nhà hàng đó có một cái thu nhập vô từ cái lời giới thiệu bạn Hải, nhưng mà người bạn Hải không được gì hết, tại ông chủ đâu phải tốn tiền cả tất cả chi phí khác. Nhưng mà đối với Nu Skin á, khi mà người bạn Hải họ ăn rồi, họ thích rồi, họ giới thiệu cho Hải đó, thì tự nhiên là ông chủ nó thay vì đi trả cho báo chí nào này kia, thì ông sẽ cảm ơn người bạn Hải bằng cái tiền khoe học. Thì có nghĩa là Nu Skin sẽ phân phối trực tiếp đến người khách hàng, và thông qua những cái người mà khách hàng sử dụng và thấy thích và chia sẻ cho những người còn lại. Ok, và tính đến nay đó là 2012 đó, là Nu Skin đã chi trả là gần 1 tỷ đô la là tiền hoa hồng ở trên toàn cầu nha. Đây là cái hình thức kinh doanh nó kêu là direct selling, có nghĩa là trực tiếp đến cái người tiêu dùng. Ok, đây là một cái mà thu nhập bình quân. Thì cái này á, là từ Nu Skin nó được niêm yết trên thị trường chứng khoán New York Stock Exchange, nên là nó bắt buộc là phải đưa cái con số này ra, vì đây là cái con số do một cái công ty mà kiểm toán thứ ba ở bên Mỹ này đứng ra để mà công bố nha. Cái này nó không phải là một cái để đưa lên cho mọi người thấy rồi để mọi người cảm thấy là tiền bạc gì hết, nhưng mà đây để cho mọi người thấy nếu mà mọi người quyết tâm mà xây dựng hệ thống với Nu Skin á, thì đây là những cái thu nhập mọi người có khả năng đạt được, vì đây là những cái thu nhập mà trung bình nha. Có người sẽ trên, có người sẽ dưới, nhưng mà đây là những cái trung bình của coi như là những nhà phân phối trên toàn cầu. Thì đối với những cái người mà xây dựng hệ thống á, người ta đi từ, nếu mà mình là cái vị trí đầu tiên, cái executive, thì cái thu nhập nó khoảng là 400 đô thu nhập đều đặn hàng tháng. Còn nếu mà khi chúng ta mà có 4 người mà cùng là những người làm ăn của chúng ta mà cùng xây dựng hệ thống của chúng ta đó, thì chúng ta có thu nhập trung bình đó là khoảng 2.700 đô tiền đều đặn hàng tháng. Cũng như nếu chúng ta mà có 8 người á, mà cùng làm ăn với chúng ta để mà xây dựng hệ thống khắp nơi toàn cầu được đó, thì chúng ta sẽ có thu nhập trung bình khoảng 10.000. Và nếu mà vị trí của các anh chị em mà từ 12 người trở lên đó, thì nó kêu vị trí Blue Diamond á, thì cái thu nhập trung bình á, là khoảng là 50.000 một tháng. Thì đây là cái tiền mà đều đặn nó vào, nó khác với lại cái thu nhập mà mình đi làm công ăn lương. Để cái này nó tương đương với các anh chị đi mua nhà cho thuê đó, thì như vậy là nhiều khi mình đi chơi, mình đi chỗ này chỗ kia chơi, nhưng mà tiền nó vẫn vào, nó kêu thu nhập đều đặn là như vậy ha. Thì đặc biệt á, là khi mà các anh chị em mà bắt đầu có 4 người mà cùng xây dựng hệ thống với mình á, là vị trí mình là Ruby á, thì lúc đó Nu Skin nó sẽ có những cái chuyến du lịch tưởng thưởng cho mọi người. Thì giống như là ở bên Mỹ thì sắp tới nó sẽ có chuyến đi là Punta Cana, là một cái địa danh mà du lịch mà về biển rất là nổi tiếng ở vùng Caribbean bên này. Cũng như bên Việt Nam đó, thì trong năm nay nếu mà các anh chị em mà đạt được cái vị trí Ruby là có 4 người cùng xây dựng hệ thống với mình á, thì tháng 3 năm sau tập đoàn Nu Skin nó sẽ trả coi như là hoàn toàn miễn phí hết 2 người trong gia đình của mình, là đi du lịch tưởng thưởng là toàn bộ là ở những cái resort là 5 sao nổi tiếng, ok, mà hoàn toàn miễn phí 2 người. Thì 5 sao nó sẽ cho đi Nhật Bản, Osaka, Kyoto á, là 4 ngày 3 đêm và từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3. Ok, nên đây là một số những cái, là tại vì Hải thật sự bây giờ mà Hải vừa rồi hai vợ chồng cũng được cho đi Bermuda, xong đi Hawaii, sắp tới thì nó sẽ cho đi Jackson Hole, và năm sau thì Hải cũng sẽ đi Punta Cana với tất cả những người bạn bè làm ăn của Hải. Ok,
Thì tầm nhìn của tập đoàn Nu Skin á, là trở thành cái công ty tạo ra cái nguồn thu nhập cao nhất cho đội ngũ nhà phân phối so sánh với tất cả các công ty khác. Hiện nay tập đoàn Nu Skin á, là trên các công ty direct selling cho thị trường chứng khoán New York Exchange thì Nu Skin là công ty trả huê hồng cao nhất so với các công ty khác ở trên thị trường chứng khoán New York Exchange. Nó trả là up to, có nghĩa là lên đến 43% huê hồng nha. Giống như là cái tầm nhìn của nó khi nó đã khẳng định như vậy rồi, và hiện nay nó đã thể hiện thực tế là hiện nay nó trả cao nhất là up to 43% hoa hồng. Và tính đến nay 2013 vừa rồi đó, là tập đoàn Nu Skin đã có 1.000 thành viên có thu nhập trên 1 triệu đô la năm 2013, và tính trung bình đó là trên toàn cầu á, là cứ mỗi 3 ngày thì sẽ có một thành viên là câu lạc bộ triệu phú đô la mỗi 3 ngày. Đương nhiên cái này không phải là ai cũng làm được cả, nó tùy theo cái quyết tâm, nó tùy theo cái khả năng của mỗi một người, nên là cái này không phải là cái để nói các anh chị em, để anh chị em nói là thì làm cái này xong năm thành triệu ra, cái này hoàn toàn không có. Nếu mà chúng ta có quyết tâm cao, chúng ta xây dựng hệ thống, chúng ta theo được cái hệ thống, thì cái này hoàn toàn chúng ta có thể đạt được, vì chúng ta đã có những người đi trước và họ đã đạt được những con số này nha. Ok.